Tiaxi bất ngờ thông báo đã mất giọng hát, muốn từ bỏ sân khấu. Chia sẻ mới nhất của quán quân Việt Nam Idol 2012 Tiaxi đang khiến đông đảo khán giả không khỏi lo lắng. Ngày 10 tháng 4, Tiaxi thu hút sự quan tâm lớn của khán giả khi bất ngờ đăng tải một dòng trạng thái trên trang cá nhân, cho biết chính thức mất giọng, không thể hát được như ý muốn nữa, cố gắng thật nhiều rồi, dừng bước sân khấu tại đây. Chia sẻ này của quán quân Việt Nam Idol 2012 đã gây xôn xao dư luận và khiến đông đảo khán giả không khỏi lo lắng cho anh. Tiaxi bất ngờ thông báo đã mất giọng hát, muốn từ bỏ sân khấu. Chia sẻ mới nhất của quán quân Việt Nam Idol 2012 Tiaxi đang khiến đông đảo khán giả không khỏi lo lắng. Ngày 10 tháng 4, Tiaxi thu hút sự quan tâm lớn của khán giả khi bất ngờ đăng tải một dòng trạng thái trên trang cá nhân, cho biết chính thức mất giọng, không thể hát được như ý muốn nữa, cố gắng thật nhiều rồi, dừng bước sân khấu tại đây. Chia sẻ này của quán quân Việt Nam Idol 2012 đã gây xôn xao dư luận và khiến đông đảo khán giả không khỏi lo lắng cho anh. Tuy nhiên, khi liên hệ với Tiaxi để tìm hiểu rõ hơn về sự việc, nam ca sĩ đã cắt liên lạc cũ. Trước những lời hỏi thăm lo lắng của người hâm mộ gửi tới anh trên trang cá nhân, Tiaxi cũng im lặng và không lên tiếng thêm bất cứ điều gì. Trước đó, vào ngày 5 tháng 4, Tiaxi gây chú ý khi chia sẻ lại clip tại vòng chung kết cuộc thi Việt Nam Idol và gửi lời cảm ơn đến người hâm mộ, gia đình đã luôn ở bên ủng hộ anh. Ngoài ra, giọng ca Núi Rừng Tây Nguyên còn gửi lời xin lỗi vì nhiều lúc không sống trọn vẹn với tình cảm yêu mến mà mọi người đã dành cho anh. Cảm ơn các bạn rất nhiều đã cầm trên tay tấm băng rôn có in hình tôi. Cảm ơn các bạn đã hô vang tên tôi. Cảm ơn Chúa đã ban cho tôi có được giọng hát này. Cảm ơn người đã ban cho tôi một tâm hồn biết truyền tải cảm xúc dạt dào. Cảm ơn bố mẹ đã sinh ra tôi. Cảm ơn anh em bạn bè đã luôn sát cánh, yêu quý và ủng hộ tôi. Nhìn lại những ký ức này, tôi muốn nói lời xin lỗi vì nhiều lúc không sống trọn vẹn với tình cảm yêu mến mà mọi người dành cho tôi. Kỷ niệm này sẽ luôn đẹp mãi trong trái tim và cuộc đời tôi. Cảm ơn cuộc đời đã cho tôi giây phút đó, Tiaxi nói. Đăng quang cuộc thi Việt Nam Idol 2012, Tiaxi từng được đánh giá là giòn làn gió mới của làng nhạc Việt. Thế nhưng từ khi rời chương trình đến nay, anh vẫn chưa có một sản phẩm âm nhạc thực sự gây được dấu ấn với khán giả. Cũng sau đăng quang ít lâu, Tiaxi vướng phải scandal tình ái và có con với người hâm mộ. Cô gái này chia sẻ rằng thời gian nam ca sĩ tham gia cuộc thi Việt Nam Idol đã quen và đi theo ủng hộ. Sau đó hai người yêu nhau và có con. Tuy nhiên, theo lời cô gái, sau khi có con, Tiaxi đã từ chối toàn bộ trách nhiệm của mình. Sự việc càng được đẩy lên cao trào khi Tiaxi thừa nhận cậu bé lộ diện đó chính là con trai anh. Và suốt một thời gian dài, quán quân Việt Nam Idol bị cư dân mạng ném đá vì đã phủi bỏ trách nhiệm của mình với nhiều lý do. Kể từ thời điểm đó, nam ca sĩ dường như biến mất khỏi showbiz. Anh không còn xuất hiện trên báo chí, những sự kiện âm nhạc cũng dần vắng mặt Tiaxi. Nam ca sĩ lặng lẽ hoàn thiện mình và tránh xa khỏi showbiz ồn ào. Trước khi tuyên bố nghỉ hát, chặng đường hoạt động của quán quân Tiaxi cũng khá mờ nhạt. Trước khi gặp vấn đề về giọng hát mới tới mức bỏ nghề, Tiaxi từng cho ra mắt một vài sản phẩm âm nhạc nhưng chưa thực sự gây ấn tượng với người hâm mộ. Hơn 6 năm bước ra từ Việt Nam Idol 2012 với vị trí quán quân, Tiaxi gần như mất tích khỏi làng nhạc. Những sản phẩm âm nhạc ra mắt nhỏ giọt, mờ nhạt, cộng hưởng cùng scandal đời tư năm 2014 là những gì khiến người ta nhắc nhớ khi về quán quân cuộc thi âm nhạc năm ấy. Sau thời gian dài ở ẩn, Tiaxi khiến người hâm mộ bất ngờ chia sẻ về việc bản thân mất giọng, không thể hát như mong muốn, dẫn tới việc phải ngừng sự nghiệp sân khấu tại đây. Cùng nhìn lại hành trình của ca sĩ này không mấy ấn tượng. Hành trình thăng trầm để đến với ngôi vị quán quân Việt Nam Idol mùa thứ tư. Năm 2012 xuất hiện trong vòng thử giọng Việt Nam Idol với hình ảnh giản dị mộc mạc cùng cây đàn guitar.
EAC đã khiến khán giả bất ngờ vì lần đầu tiên họ được nghe một chàng trai người dân tộc hát một ca khúc tiếng Anh với tình cảm nồng nàn. Trong khuôn khổ cuộc thi, phong độ thể hiện của EAC khá thất thường khiến người hâm mộ không khỏi lo lắng. Chất giọng trầm ấm, tình cảm không nặng về kỹ thuật của nam ca sĩ phù hợp với những bản ballad nhẹ nhàng như Nơi tình yêu bắt đầu, Tình về nơi đâu và tỏ rõ sự chênh phô, hụt hơi khi thể hiện những ca khúc sôi động có tiết tấu mạnh. Chung cuộc, EAC đã vượt qua hai giọng ca khủng là Hoàng Quyên và Bảo Trâm để giành chiến thắng tại cuộc thi Việt Nam Idol mùa 4. Tuy nhiên, việc nam ca sĩ giành được danh hiệu này lại nhận về rất nhiều ý kiến trái chiều của dư luận. Phần đông khán giả ủng hộ cho giọng ca truyền cảm mộc mạc cũng như sự chân thật của anh, trong khi không ít người cho rằng anh chưa thực sự xứng đáng về giọng hát so với người về nhì Hoàng Quyên. Âm nhạc mờ nhạt nhỏ giọt sau khi giành ngôi vị quán quân. Những tưởng việc giành danh hiệu quán quân năm ấy sẽ tạo bước đà lớn để EAC lột xác và tích cực hoạt động nghệ thuật để không phụ lòng yêu mến của khán giả, thì nam ca sĩ lại gần như im lặng, không có bất kỳ một hoạt động âm nhạc nào đáng kể tập trung cho việc học tại trường cao đẳng văn hóa nghệ thuật quân đội. Mãi đến cuối năm 2013, EAC mới cho ra mắt MV đầu tay mang tên Về với lúa. Đây cũng là MV chính thức duy nhất mà EAC phát hành cho tới thời điểm hiện tại. Ngay trong thời điểm nổ ra scandal ầm ĩ chuyện Con rơi năm 2014, EAC bất ngờ tung ra ca khúc mới mang tên Bước tiếp hay dừng lại, như lời xin lỗi anh dành cho những ai đã ủng hộ anh từ khi bước ra khỏi cuộc thi Việt Nam Idol. Mặc dù vậy, ca khúc được đánh giá khá nhạt nhòa, đồng thời không nhận được quá nhiều sự chú ý từ phía khán giả. Từ đây, nam ca sĩ chỉ lặng lẽ biểu diễn tại các liên hoan văn nghệ Tây Nguyên ở tỉnh vùng cao như Buôn Ma Thuột, Pleiku, Kon Tum, hoặc tham gia biểu diễn tại các phòng trà, đám cưới của những bạn bè thân thiết. Đến năm 2017, quán quân Việt Nam Idol mùa 4 đánh dấu sự trở lại với làng nhạc khi cho ra mắt ca khúc do chính anh sáng tác mang tên Gửi người anh yêu dấu. Tuy nhiên, đây chỉ là một bản audio đơn thuần không được đầu tư thực hiện MV hay có dấu ấn đặc biệt để gây chú ý với khán giả so với những sản phẩm âm nhạc được ra mắt cùng thời điểm. Đây đồng thời cũng là sản phẩm âm nhạc cuối cùng trước khi EAC gặp vấn đề về sức khỏe và quyết định dừng lại ở sự nghiệp sân khấu. Gây sốt tại Việt Nam Idol 2012 với chất giọng mộc mạc giản dị, EAC mang đến cuộc thi thần tượng âm nhạc Việt Nam một làn gió mới là khi thí sinh người dân tộc thiểu số đầu tiên đăng quang ngôi vị quán quân. Sự mộc mạc chân thành có thể coi là điểm sáng giúp EAC bù lấp lại điểm yếu về giọng hát. Nhiều khán giả hy vọng sau khi đăng quang, EAC sẽ có những bước tiến nhanh chóng trong âm nhạc để không phụ lòng người hâm mộ đã ủng hộ cho anh trong cuộc thi. Tuy nhiên, sau cuộc thi, cái tên EAC ít được nhắc tới trên mặt báo vì không có hoạt động âm nhạc nào đáng chú ý. Lý giải cho điều này, EAC cho biết trong 3 năm qua anh tập trung vào việc học để trau dồi về kỹ năng thanh nhạc, bởi trước khi đi thi Việt Nam Idol anh chỉ là tay ngang, chưa hề qua trường lớp gì. Việc học sẽ giúp chàng trai người dân tộc Chu Du biết chọn bài, xử lý bài hát và tự tin hơn khi đứng trên sân khấu. EAC cũng cảm thấy mình đang thua kém so với những người bước ra từ Việt Nam Idol như Hoàng Quyên, Bảo Trâm, Hương Giang vì không có tiền, quan hệ và quen biết. EAC từng chia sẻ, vì là người ít nói, chưa giỏi trong giao tiếp nên EAC cảm thấy bơ vơ và nhiều lúc muốn buông xuôi tất cả. Chọn cách sống thầm lặng sau khi đăng quang nhưng không có nghĩa là EAC chấp nhận từ bỏ con đường ca hát. Với anh, đăng quang Việt Nam Idol là cái duyên với âm nhạc nên sẽ cố gắng đến cùng để đạt được vị trí nhất định trong giới showbiz. Dự định thời gian tới của EAC là sẽ hoàn thành việc học và cố gắng là làm album. Cuộc sống của EAC sau scandal có con rơi. EAC kể, khi còn học ở Nha Trang để thử thách mình, đã có lần anh quyết định đạp xe từ Nha Trang về Đà Lạt. Thức ăn không chuẩn bị, đồ uống chỉ mang theo hai hộp sữa con. Với chiếc xe đạp cà tàng, anh bắt đầu leo đèo vượt dốc qua một cái đèo ở Nha Trang. Tôi bắt đầu mệt và đói. Bộ quần áo dài trước khi đi bị xé dần thành áo cộc và quần đùi vì quá nóng. Đến chỗ nào có suối thì dừng lại uống nước, đói quá bèn xin bánh mì của người đi đường ăn cho đỡ. Có người thương quá cho cả một rổ chôm chôm. Cuối cùng 1 giờ đêm cũng về đến Đà Lạt. Tôi không bao giờ nghĩ là mình sẽ làm được và đạt về đích. EAC kể lại. Khi sống trong ngôi nhà chung của Việt Nam Idol, chương trình có một chiếc xe đạp để các thí sinh có dụng cụ tập thể dục.
Iasi vốn dĩ rất thích đạp xe nên đã hào phóng trích hầu bao một đôi giày thể thao để đạp chiếc xe đạp này mỗi buổi sáng, cải thiện sức khỏe. Tuy nhiên, chỉ sau 3 buổi, Iasi bắt đầu đổ bệnh vì ra ngoài sớm mà không chuẩn bị đủ áo ấm. Thời điểm Iasi bị nặng nhất lại vào đúng đêm thứ 6 phát sóng Việt Nam Idol, nên cả ekip chương trình đã một phen hoảng hồn vì anh sốt rất cao, nằm một chỗ mà không chịu uống thuốc hay ăn uống gì. Mãi đến khi được đưa đến bệnh viện thì Iasi mới tỉnh hơn một chút để sau đó lên sân khấu. Đó cũng là đêm thi duy nhất Iasi không tham gia tổng duyệt, rất may là không có sự cố đáng tiếc nào xảy ra. Iasi kể, không hiểu sao anh lại có duyên với xe đạp. Hồi còn học ở Nha Trang, nhờ chiếc xe đạp mà anh được một cô bạn gái đem lòng yêu do hay chở cô đi học. Quái oang thay, anh không thích cô gái này mà chỉ xem cô là bạn và đem lòng yêu một cô gái cùng lớp. Tuy nhiên, anh không đủ can đảm để thổ lộ tình cảm của mình nên cuối cùng cô gái đã có người khác. Bây giờ cô gái ấy đã có gia đình nên từ lâu cả hai không còn giữ liên lạc. Bài hát Trái tim bên lề trong đêm mở màn Gala Idol, Iasi hát rất xúc động vì đó là lúc anh nhớ đến người ấy và cũng để tự căn dặn lòng mình, nếu đã yêu thì không nên ngại ngần bày tỏ. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Quý vị hãy bấm đăng ký để theo dõi mỗi ngày. Chúng tôi sẽ cung cấp những câu chuyện hay hấp dẫn ly kỳ đến quý vị. Quý vị nhớ đón xem nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.